nghề nào cũng tốt, nghề nào cũng đưa đến vinh quang. Tôi rất tự hào về công việc của mình. Ông Nguyễn Xuân Việt là công nhân hiếm hoi được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho công tác xây dựng ngành điện. Ông cũng từng nhận được rất nhiều những khen tặng của các cấp, ban ngành cho sự tận tâm cống hiến trong công tác sửa chữa nhà máy điện. Trong đời cũng có những ước mơ. Đối với những chàng trai trẻ Sài Thành hơn 30 năm về trước, thì những ngành nghề như bác sĩ, kỹ sư, giáo viên hay luật sư là đích đến. Nhưng với ông Nguyễn Xuân Việt thì khác. Ông không mơ ước cao sang, mà chỉ hướng trái tim mình đến công việc mà người sinh thành đã làm, trở thành một công nhân ngành điện. Sau khi ra trường và nhận công tác ở một đơn vị thi công đường dây và chạm, tôi thì chỉ có là gia công những cái chi tiết về cơ khí thôi, để đi lắp đặt cho các trạm điện và các đường dây. Những nơi tôi đi có thể là được 1 tháng, 2 tháng hoặc là 3 tháng. Sau những hành trình đi khắp các tỉnh Nam Trung Bộ và miền Nam, với tinh thần không quản ngại vất vả và lành nghề, ông đã được điều động về nhà máy điện Phú Mỹ, trung tâm điện lực lớn nhất cả nước. Đối với nhà máy này thì sau 20 năm làm việc thì bây giờ là những cái công việc hoặc là từng mọi nơi, mọi chỗ, những cái thiết bị bây giờ nó trở thành như là cuộc sống của mình hàng ngày rồi. Nhà máy điện Phú Mỹ và sau đó là Tổng Công ty Phát Điện 3, EVN Genco 3. Một hành trình mới, nhiều thử thách của ông gắn với cái tên EPS, đơn vị chuyên sửa chữa các nhà máy điện thuộc EVN Genco 3. Với sự phát triển của các nhà máy điện, tổ công tác sửa chữa được EPS xây dựng để đảm bảo sự thông suốt của quá trình vận hành. Và khi EPS thành lập phân xưởng sửa chữa tại nhà máy điện Vĩnh Tân, Bình Thuận, với trách nhiệm của một trong những người dẫn đường cho các công nhân khác, ông Nguyễn Xuân Việt đã tự đề xuất đơn vị để được nhận nhiệm vụ tại nơi đầu sóng ngọn gió này. Đó là một tinh thần tận tâm phụng sự, đam mê nghề nghiệp của một người công nhân ngành điện. Điều đó nó góp phần xây dựng lên giá trị văn hóa của EPS. Nhà máy điện Vĩnh Tân có công suất 1.244 MW, có tầm ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến hệ thống điện quốc gia. Nơi đầu sóng ngọn gió của EPS, mỗi góc phòng, mỗi khu vực trên công trường là nơi ông Nguyễn Xuân Việt lặng lẽ chỉ dạy cho lớp thế hệ kỹ sư và công nhân trẻ của EPS. Với ông, nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai, đó là lý do ông bền bỉ với nhiệm vụ thắp lửa cho những người cộng sự trẻ, đồng thời cũng là niềm hạnh phúc khi ông được trao đi những giá trị mà mình có được hơn 30 năm trong màu áo công nhân ngành điện. Nhiều cái đặc thù của ngành điện á, thì những cái phương án sửa chữa, cách tháo lắp thì rất là bỡ ngỡ. Tôi rất là may mắn khi gặp được chú Việt, tôi rất là nhiệt tình và hướng dẫn các anh em mới. Hơn 700 kỹ sư công nhân, hơn 12 tháng chuẩn bị, lần đầu tiên có cuộc đại tu tổ máy công suất lớn nhất cả nước 622 MW, tập trung tinh hoa trí tuệ của người thợ sửa chữa điện. Qua công trình đại tu cũng thể hiện được lực lượng trẻ nó kế thừa được cái tầng lớp anh em đi trước rồi và đã tổ chức cái công trình sửa chữa rất là tốt. Trong cái đợt đại tu vừa rồi là 2 tháng trời không có nghỉ ngày nào, 2 ca đêm ngày liên tục,
mà tất cả mọi người đã đều hy sinh tất cả những tình cảm gia đình, công sức của mình. Trở về cư xá, những người xa gia đình quây quần bên nhau, một chút trà xanh, một ít bánh trái quê nhà và những câu chuyện về tình cảm gia đình, về lẽ sống, về nghề nghiệp, nhen nhóm trong họ tình cảm ấm áp. Hai thế hệ một niềm say mê giữ ánh sáng, cho dẫu nhiều thiếu thốn và hy sinh, nhưng họ giữ trong nhau một lòng tin với con đường đã chọn. Con đường những người thợ sửa chữa các nhà máy điện đã và đang giữ nguồn sáng cho tương lai.